Văn phòng Tổng thống Ukraine đã công bố một chiến lược gồm 3 giai đoạn để thực thi kế hoạch hòa bình của nước này, vốn đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố hồi cuối năm ngoái. Theo tuyên bố được tránh văn phòng Tổng thống Ukraine đăng tải trên Telegram, trong giai đoạn đầu tiên sẽ diễn ra các cuộc gặp giữa giới chức Ukraine và đại sứ chính thức của các nước tại nước này, với mục tiêu thảo luận chi tiết về kế hoạch hòa bình. Trong giai đoạn thứ hai, Kiev sẽ tiến hành các cuộc thảo luận với các cố vấn an ninh và chính trị quốc gia của hai nước để tìm ra cơ chế thực thi kế hoạch hòa bình. Giai đoạn cuối cùng là tổ chức một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu với sự tham dự của các nhà lãnh đạo trên thế giới để thực thi các biện pháp nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Quan chức này cho biết thêm, hội nghị quốc tế thảo luận về kế hoạch hòa bình Ukraine tiếp theo sẽ diễn ra tại Ả Rập Xê Út. Hội nghị này sẽ có sự tham dự của các cố vấn an ninh và chính trị từ các quốc gia phương Tây, châu Á, châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latin.